Rồi, xe máy Hồng An lại kính chào cả nhà. Và cũng như thường lệ, Hồng An cũng luôn chúc anh em, bà con, cô bác mình luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an. Và hôm nay cũng là một con siêu phẩm đời 2000. Hồng An cũng đã lên clip rồi, vì hôm nay là Hồng An sẽ lau dầu cho nó sạch sẽ và chuẩn bị cho nó ráp bộ áo vô và mình cho vô kho nha anh em. Con này là một con quay Thái 2000, hàng sưu tầm tại shop mình. Con xe này đi mười mấy ngàn cây nha anh em, một con siêu phẩm. Thì cứ mỗi năm là những con xe là Hồng An đều lấy ra kiểm tra, mở ra dàn áo, rửa sạch sẽ, phơi nắng khô. Bắt đầu mình quét cái dầu nhớt tha lên, rồi lau là sạch sẽ, rồi mình bảo quản như vậy nó mới kỹ được những con xe đẹp anh em ha. Chứ anh em đừng có để mà xà bông nó còn tích tụ bên trong, mình không phơi nắng, không quét nhớt, không quét dầu á, thì thời gian mình bảo quản không có được xe đẹp đâu anh em. Nhiều khi ốc tán nó mau xuống lắm. Hồng An hướng dẫn cho anh em mình chịu khó mình quét nhớt đi ha. Quét nhớt trộn với dầu do đó mình tha lên, rồi mình lấy một cái khăn mình lau sạch lại, coi như là nó có một cái lớp lớp nhớt khô, nó bảo quản ốc tán của mình nó sẽ bền hơn, không có bị đóng ten đóng xét nha anh em. Mà trước tiên mình phải rửa sạch sẽ anh em ơi, rửa sạch sẽ rồi mình phơi nắng cho khô nha anh em. Chứ đừng có mà đà mình rửa và mình không phơi nắng á, nó còn đọng lại những cái nước nó bên trong á, rồi mình tha dầu tha nhớt lên nó cũng vậy thôi à. Quan trọng là phải phơi thật là khô rồi mình mới quét cái nhớt mình pha với dầu dầu do đó, gọi là dầu máy đó, quét nhẹ thôi. Rồi mình lấy khăn khô mình lau sạch sẽ, lau khô luôn nha anh em, cho nó bám lại một cái lớp nhớt, nó bảo quản rất là lâu, nó không có bị nước đọng lại, oxy quá mất đi cái chất ốc. Xe này xe bao đẹp anh em ha, nói chung là nguyên zin hết anh em. Xe này nói chung là chủ xe thay cặp vỏ và chỉ còn duy nhất một cái chìa khóa thôi à. Còn toàn bộ là còn theo xe hết. Chiếc xe nói chung là anh em nhìn sẽ đánh giá được anh em ha. Đời 2000. Nói chung thì xe cũ mà anh em, nhiều khi nó cũng có những cái lỗi nha. Khi mình không để ý chứ nó đều có lỗi hết anh em. Mấy chục năm rồi ha, nó sẽ có lỗi nha anh em. Đúng ổ đúng chìa luôn nha anh em. Con này ổ zin anh em ơi ha, nhưng mà mất hết một chìa rồi nha, duy nhất chìa khóa rồi à. Chìa sau thì anh em ở nhà Tết thì có cơ hội xem những con xe đẹp tại shop mình, một dạng hàng đẹp, hàng chuẩn, sưu tầm. Rất đẹp nha anh em. Mười mấy ngàn cây, hình như 16 ngàn. Xe nhông dĩ còn nha anh em. Giá yên nói chung là có bao lời rồi nha, không phải giá yên zin đâu nha anh em. Bấm thêm vô anh em ha. Cái này lúc trước Hùng An mua là chủ xe đã xử lý rồi, làm là cái giá yên anh em. Biển số Sài Gòn một chủ anh em. Là mới. Áo zin hết trơn anh em ơi, ha, áo zin theo xe nè. Chung là cũng có chày đó anh em. Có chày. Làm sao tránh khỏi được anh em. Chưa điện. Xe quá đẹp. Quá chày nè. Thấy không? À. Khi mình quay mình không chia sẻ, em tưởng là nó đẹp lắm. Cái cũ nó cũng có chày anh em ha, không tránh khỏi đâu anh em. Được chỗ nào nó đỡ chỗ ở đó thôi à. Đẹp. Dây nhựa zin hết anh em. Chén cổ. Chén cổ.
Ủ khóa zin còn nha, dây điện zin hết cho anh em ha. Dây điện là không cắt không nói đâu anh em, còn nguyên zin hết à. Một chút thẻo xe cũng bị chạy chạy chút nha anh em. Câm này vẫn còn còn vàng anh em ha, câm ok nha anh em. Lâu lâu lên những con xe đẹp cuối năm cho anh em mình chiêm ngưỡng anh em ha. Cuối năm lên những con xe đẹp anh em mình chiêm ngưỡng. Chưa chỉnh cò chưa gì hết. Không chưa chỉnh anh em. Đầu ốc nhóc mới anh em. Bảy màu. Trắng sáng như bông bưởi. Xe mộc nha anh em ha, mình không có rửa nha anh em. À, mình không có dùng hóa chất đâu. Rửa sơ đó anh em. Chung là nó đã đẹp là đẹp anh em ơi. Anh em có rửa nó cũng là vậy à. Cái chiếc xe nó đã ra đẹp thì anh em nhìn cái chung mà. Chưa có vàng luôn anh em thấy không? Đúng mộc anh em ha, mộc là mộc thôi. Nó đã đẹp nhìn đâu cũng đẹp hết. Nhìn nó vàng nó sáng anh em ha, ốc nó vàng. Ống ánh nó màu vàng á, ốc thái mà anh em. Đã lắm. Cái giòn anh em nhìn nè. Giòn máy của nó nè. Cái gì giòn mới vậy anh em ha. Nói chung xe mười mấy ngàn cây đâu có đi nhiều đâu anh em. Là mới. Quay ra ban ngày mình quay gỡ cánh ra quay nó mới đẹp. Chứ mình che vàng áo cặp cánh lại là nhìn không thấy được cái chiếc xe đâu anh em. Chung chống đứng là phải xét rồi. Em mới tha thay dầu anh em, thay dầu bảo bảo quản nó lại anh em ha, thay dầu thay nhớt bảo quản nó lại, cứ để là nó sẽ bị xét nữa, bảo quản nó lại. Su zin nha anh em. Chân cột rất đẹp. Đồng. Quá đẹp anh em. Mấy ngàn cây anh em nghe cái dàn hơi máy là chịu không nổi đâu anh em ơi. Máy rất là, nói chung là rất là chắc. Thì thầm từng tiếng một. Cặp kiến zin đó anh em ơi ha. Nó bị xước xước chút xíu. Mà được cái này nó còn đẹp anh em. Đồng kiến. Để luôn anh em ơi. Chó thủy của nó nè. Trong veo anh em ha. Trong
vòng veo. Rất đẹp. Tem zin nha anh em ha. Cho xe này áo tem zin theo xe hết mà anh em. Được cái à, chủ xe không có dán keo, đâm ra nó cũng hơi bị chày. Chày ba chỗ nha anh em. Cặp cánh á, cặp cánh phần dưới nó bị nứt đó anh em. Anh em. Phần gốp đó. Ngoài ra đẹp lắm nha anh em ha. Đẹp lắm. Không có dán keo mà nó đựng rất là mới, nứt là phải có rồi, nứt cái phần chân. 2000 này. Bên đây cũng vậy nên em chưa gãy, màu đẹp luôn. Đây chạy vậy đó, mười mấy hai chục năm cái gì cũng vậy anh em ơi, làm sao mà kỹ được anh em ha. Nó không có bị tét, bị gách, bị bể là ok rồi. Rất đẹp vậy thôi. Đẹp quá anh em ha. Sang. Quá mới. Phải lúc lúc chút xíu anh em. Không không đánh nổi nha, chút xíu thôi anh em. Tì đè cũng ngồi cũng không có nhiều anh em ha. Mới phớt phớt thôi. Xe mà đi nhiều nó sẽ bị xét nha anh em. Đó, tới bên đây. Một tác phẩm chuẩn bị cho vô kho tiếp sau một năm mình vệ sinh sạch sẽ, cất giữ mình là cho vô kho xét, đựng xét, chuẩn bị xét à. Tránh được anh em, không tránh khỏi đâu. ET cho anh em ha. ET nha. Trời ơi, ốc của nó kìa. Quá mới anh em ơi. Mới tinh. Bớt cái đèn rồi nè. Đẹp. Chịu gì nổi anh em. Chịu không thấu anh em ha. Bô zin theo xe nha anh em. Cái lốc đẹp anh em ha. Lốc đẹp lắm. Rất là dày anh em ha. Sơn zin nó dày lắm. Rất là dày cái sơn của nó. Xe này là cái chiếc xe được cái ốc nó cũng vẫn còn là cái màu mỡ mỡ gà anh em ha.
chủ xe bảo quản cũng kỹ đó. Được cái mở gà ốc nó cũng còn vàng vàng, không đến nỗi nó bị xuống màu nha anh em. Còn mở gà ở trơn rồi. Cầm thì cũng có cây sét anh em ha, nhưng mà nó vẫn còn đẹp lắm. Đầu cắm nó còn vàng vàng. Đó, nhìn này. Chung là do cách bảo quản anh em. Bảo quản không khéo là nó cũng bị mất màu à. Giống như Hồng Mang hướng dẫn anh em á, cứ anh em mà ít đi á, nếu mà có lấy ra đi nó dơ anh em chịu khó rửa. Rửa nước lạnh thôi anh em ơi, đừng có rửa xà bông. Rửa sơ sơ sạch sạch chút. Rồi mình phơi nắng cho khô. Khô thật khô nha anh em ha. Rồi mình lấy nhớt mình pha với dầu caron 50-50 đi. Mình lấy cọ mình tha lên hết. Tha xong mình lấy vải mình lau lại. Đó, lau lại như lau ướt anh em ha. Cái nó ẩm ẩm vậy nè anh em. Đó, ẩm ẩm vậy nè. Ẩm ẩm vậy đó anh em. Đó, rồi mình cứ đậu luôn. Tại nó là nhớt và dầu mà nó ngấm trong trong trọng, nó nuôi dưỡng lại những cái đường dây điện, nuôi dưỡng những con ốc lại anh em ha. Đừng có để cho nó mất cái màu này ha, rất đẹp. Cái đòn thì nó nghe ngày qua ngày nó sẽ hút vô những cái ốc, những cái lốc máy nó hút ngược vô qua lại bên trong thì nó sẽ còn giữ được cái lớp màu anh em ha. Chứ để cho nó khô thì nhiều khi nước mình đi cái hơi nước á, hơi gió nó sẽ ảnh hưởng. Nhiều khi nước biển, hơi gió biển nó ảnh hưởng anh em. Tốt nhất mình nên quét một lớp dầu đi. Đó. Chẳng hạn như ở đây có dầu nè. Đó. Để luôn ha. Mình đã phơi khô rồi. Mình quét nhớt với dầu mình trộn với nhau. Đó. Ẩm ẩm anh em ha. Ẩm ẩm nè. Đó. Cái nó dưỡng lại hết. Những cái kẽ nó lên anh em. Đó. Cái nó thấm lên. Đó. Rồi ngày qua ngày nó cũng chẳng sao anh em. Nó nuôi dưỡng lại những cái ốc à. Có một lớp bảo vệ bằng nhớt, bằng dầu. Anh em để bao lâu cũng được hết đó anh em. Chứ mà để khô á, nguy hiểm lắm nha anh em ha. Để khô nó thời gian là nhiều khi nó dễ bị hơi gió, hơi nước á, ảnh hưởng nha anh em ha. Quá đẹp anh em. Rồi nói chung thì con này, nói chung thì anh em nào muốn kết duyên gọi cho mình nha, vô trang cá nhân Zalo gì đó anh em, hoặc gọi trực tiếp, mình có hai số điện thoại nha anh em. Nếu anh em nào muốn kết duyên con xe này hãy gọi cho mình nha. Số điện thoại, địa chỉ của mình. Và mình có một con xe đi 20-30 ngàn cây, cũng là đời 2072 triệu. Nói chung nó cũng khoảng 80 với con xe này nha anh em. Chẳng qua con này đi ít hơn thôi, con kia nó đi nhiều hơn. Đó. Mình theo mình nhận định nó cũng là cỡ 80. Không khác bất biệt xa đâu anh em. Đó. 80 với con xe này. Con đó thì 72 triệu nha anh em. Bao hồ sơ, bao rút gốc cho anh em luôn. Đó. Con này thì nói chung nó phải mắc hơn cỡ 20 mấy triệu anh em. Đó. 20 mấy triệu. Vì chiếc xe nó đẹp hơn anh em. Ốc té nó còn vàng ha, sáng hơn. Cái con kia đi nhiều hơn, cái độ ốc nó không còn chất như con xe này và đi nhiều hơn ha. Và xe được cái dàn áo tem đẹp hơn, cái đồ phụ kiện rổ theo xe vẫn còn mà anh em ha. Chìa khóa zin một chìa nha ha. Vẫn theo xe nhưng mà một chìa thôi nha anh em. Chủ xe kiếm không có ra lâu lắm rồi, kiếm không ra ha. Một chìa duy nhất. Nếu mà anh em nào mà có nhà ý khả năng mình còn tầm cỡ 70 mấy triệu thì lấy con 2 ngàn, con đi 20 mấy ngàn cây, 30 ngàn cây đó anh em, con nó chơi được đó. Còn con này nó cao hơn ha. Nói chung là những con xe đẹp, xe sưu tầm thì nó giá trị nó sẽ cao lắm anh em, nó không có rẻ đâu. Nhưng mà anh em chơi đi, nó không lỗ đâu. Những dòng xe này bây giờ tìm đâu ra anh em, rất là hiếm, tìm không ra đâu anh em ơi ha. Tìm khó lắm, độ chuẩn của nó nè anh em. Đây nè, di ga vẫn còn anh em ha, không được đẹp ha, vẫn còn. Với e cũng vậy luôn,
vậy thôi. Nói chung là lỗi chạy chạy cũng phải có rồi, làm sao mà không chạy được. Anh em nào kỹ lấy con xe này đi dán dán keo đi anh em, dán keo lại đó, có thể bảo quản được cái dàn áo dàn tem đó. Như mình là sẽ đi dán keo lại đó, nó sẽ đẹp hơn, bảo quản được cái tem cái áo, chứ để ngoài nó chày uổng lắm nha anh em ha. Anh em nghe tiếng máy nè anh em, rất là chắc, một cái nổ liền, ấm lắm anh em, cái hơi nó như xe mới vậy đó. Xe này thì có gì đâu bỏ hành anh em. Anh em chạy thêm 4-5 năm nữa chưa hư á. Bỏ hành anh em 20.000 cây là rất là bình thường rồi. Cái chiếc xe này à. Nhưng con xe đi nhiều bên mình vẫn bỏ hành 20.000 mà anh em. Huống hồ gì con xe này nó quá đẳng cấp rồi. Cục máy như xe điện luôn. Chắc lắm. Rất là ok. Tinh. Vui lắm anh em. Quá mới. Trời ơi đồ đó. Điều gì nói anh em. Anh em ha, cũng chạy chạy cũng có chỗ chạy này nè anh em, dính dơ à. Cũng xe kỹ là dán keo nè, không có mớp nha anh em ha. Máy sư hả điện. Rồi ok cho anh em ha. Mình chuẩn bị mình ráp vàng áo vô để mình chuẩn bị cái con xe này nữa anh em. Con này là Supreme 2010, cuối 2010 nha. Có 9.000 cây rồi nha anh em. Mình cũng chuẩn bị mình rửa sạch sẽ rồi mình sẽ quét nhớt lại ha. Bảo quản nó ngày mai cho lên sóng. Con này mình cũng mua cũng lâu rồi nha anh em ha. 9.000 cây anh em, vỏ trước còn anh em. Đẹp. Thế mai sẽ lên sóng con xe này ha, Supreme nha. Biển số Sài Gòn nha anh em. Rất là đẹp. Long lanh như mới. Mới cảo luôn nha anh em. Mỹ màu chưa anh em ơi. Rồi ok cho anh em ha. Anh em nào có nhà ý thì cách duy con xe này gọi cho Hồng An nha. Anh em nào mà trong dịp Tết này rảnh rỗi lên xem kênh xe máy Hồng An, những con xe đẹp, xe độc, xe lạ, chất lượng nhất Sài Gòn nha anh em. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi, bye bye nha.
Cả nhà nhớ đăng ký kênh nha anh em, vì mỗi ngày đều lên những con xe đẹp. Còn rất nhiều xe đẹp mình chưa rửa, chưa kịp rửa anh em ơi ha. Rồi, nhằm chia sẻ cho anh em mình ở nhà Tết mình xem những con xe thuộc dạng hàng VIP sưu tầm. Rồi bye bye cả nhà. Bye bye.